Như thế nào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Video ngày hôm nay thì sẽ là một video về sản phẩm yêu thích. Thế nhưng mà thay vì nói về make up, skin care rồi những bài hát mà mình yêu thích trong tháng vừa rồi, thì mình sẽ nói cụ thể hơn là sản phẩm yêu thích trong thời gian mà mình đang mang bầu. Đến thời điểm này thì mình đã được hơn 37 tuần rồi, tức là mình có thể đi sinh bất cứ lúc nào. Có thể là khi mọi người đang xem video này thì mình đã vào bệnh viện rồi chẳng hạn, hoặc là vẫn chưa có gì cả. Và mình rất may mắn là từ đầu thai kỳ đến giờ, từ những tuần đầu tiên thì mình cũng không có vấn đề gì quá kinh khủng với sức khỏe hay là ảnh hưởng đến công việc cả. Mọi việc nó vẫn diễn ra rất là suôn sẻ. Và mình biết là cũng có rất nhiều bạn đây là lần đầu tiên làm mẹ này, hoặc là có nhiều bạn thì vừa mới biết là mình có em bé khoảng một vài tuần gần đây thôi, và mọi người đang hoang mang không biết là mình phải mua những cái gì hoặc là những sản phẩm nào thực sự hữu ích trong quá trình mình mang bầu. Thế nên trong video ngày hôm nay thì mình đã tổng hợp lại một số thứ mà mình thấy là có ích cho các bà bầu và mình thực sự là thích những sản phẩm này và highly recommend. Ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé. Một thực tế đã chỉ ra rằng khi mọi người biết là mình có bầu thì ngoài việc là lo lắng cho sức khỏe của mình và lo lắng sức khỏe của em bé ra, thì còn một cái mà ai cũng quan tâm đấy chính là làm thế nào để không bị dạn bụng. Đến thời điểm này thì là 37 tuần mình vẫn chưa thấy có một dấu hiệu gì là mình sẽ bị dạn cả. Nhưng mà thực ra cái đấy người ta nói cũng là hên xui hoặc là do cơ địa ấy. Có nhiều người ta chẳng làm gì cả nhưng mà người ta không bị dạn. Nhưng mà có nhiều người bôi rất là nhiều thứ thì đến lúc đẻ xong thì lại thấy rất nhiều vết dạn. Nên là nói chung là mình vẫn chưa dám nói gì cả, nói trước bước không qua. Nhưng mà đến thời điểm này là mình tự tin là mình chưa có một cái vết dạn nào hết. Thì mình sẽ chia sẻ mọi người tất cả những thứ mà mình đã dùng ở đây. Đầu tiên, trong một vài tuần đầu khi mà mình mới biết là mình có em bé thì mình đã ra Guardian để mua cái kem này. Đây là của Palmer's, gọi là Massage Cream for Stretch Marks. Ở trong này thì có collagen này, có elastin, có argan oil, có shea butter, tức là những cái mà nó để làm cho cái vùng bụng của mình nó được dưỡng ẩm tốt nhất, để khi mà nó có căng ra ấy thì nó cũng không bị kiểu quá khô hoặc là nó bị giãn quá nhiều. Ở đây thì người ta ghi là sẽ giúp làm giảm những cái sự xuất hiện của vết dạn. Kem này thì không có dầu khoáng, không có paraben và đã được test bởi các chuyên gia da liễu. Nói chung là nó rất là an toàn cho bà bầu, bởi vì cái hãng này nó đã nổi tiếng với cả những sản phẩm dành cho bà bầu rồi. Thì trong những cái tháng đầu tiên khi bụng mình vẫn còn bé thì mình chỉ dùng sau khi mình tắm xong và trước khi đi ngủ thôi. Tức là một buổi thì mình chỉ bôi một lần vì nó cũng khá là dính ấy. Nên nếu mà mặc quần áo thì mình sẽ cảm thấy là hơi nóng với cả hơi khó chịu. Ngay sau khi bôi kem này xong thì mình sẽ bôi một loại dầu. Và cái này mọi người nhìn rất là quen đúng không? Cái này là Bio Oil, là một sản phẩm mà chắc là cũng về Việt Nam được khoảng vài năm rồi. Và hầu như bà bầu nào cũng biết cái sản phẩm này. Thì cũng giống như là mình chăm sóc cho da mặt, mình sẽ bôi kem dưỡng ẩm, sau đó là mình bôi dầu dưỡng ẩm để khóa ẩm đúng không? Đối với bản thân mình thì mình cũng suy nghĩ là mình bôi kem xong mình sẽ bôi dầu để khóa cái ẩm đấy lại. Thế là mình đã có cái lọ này. Thì cái này nó sẽ có nhiều cỡ khác nhau, có cái cỡ nhỏ nhất là nó sẽ tầm này này, sau đó là có một cái như này, và đây là cái cỡ to nhất là 200ml. Mình đã dùng hết một cái lọ nhỏ rồi và bây giờ mình đang chuyển sang dùng cái lọ to này. Thì đến bây giờ khi mà bụng mình đã bắt đầu to lên, tức là khoảng sau tháng thứ 5 thì mình đã bắt đầu bôi là 2 lần một ngày, là buổi trưa sau khi ăn trưa xong này thì mình sẽ đi tắm và mình sẽ bôi lại một lần nữa. Sau đó buổi tối trước khi đi ngủ mình lại đi tắm nữa và mình sẽ lại bôi hai cái loại kem này. Còn một sản phẩm nữa mình có ở đây sau khi mình dùng hết cái lọ kem này đấy chính là Tummy Butter for Stretch Mark. Cái này thì cũng là của Palmer's luôn, tức là hai cái này là cùng một hãng nhưng mà nó là hai dạng khác nhau. Cái này thì là kem nên là mọi người chỉ cần bóp ra, mọi người bôi luôn lên bụng, nó rất là đơn giản. Nhưng mà cái này là Tummy Butter, có nghĩa là nó là dạng kiểu bơ cô đặc ấy. Nên là khi mọi người mở ra, mọi người sẽ thấy là nó như kiểu là một loại sáp và nó rất là cứng. Đến khi mà mọi người mới bôi lần đầu tiên ấy, thì mọi người sẽ phải lấy một là cái móng tay của mình, mọi người cậy nó ra ấy, và sau đó mọi người massage ở trong tay cho nó tan bớt ra rồi mới bôi lên trên bụng. Hoặc là có thể lấy cái thìa hoặc là mấy cái thìa mà người ta hay múc skin care ấy. Nhưng mọi người phải mạnh tay một chút bởi vì cái thời gian đầu thực sự nó rất là cứng. Cái này thì mình thấy là nó có độ dưỡng ẩm rất là tốt này. Mỗi tội là khi dùng thì đúng là không tiện lắm. Mình thì buổi tối nào cũng có chồng mình bôi cái kem dạn bụng cho ấy, nên là mình thấy cũng không sao. Nhưng mà đúng là nó hơi bất tiện thật, tối nào cũng phải hì hục ngồi cậy xong rồi phải cho nó tan ở trong tay
tay xong rồi mới bôi lên bụng thì nó hơi mất thời gian, nên nếu bạn nào muốn tiện hơn thì có thể dùng cái kem này. Một trong những thứ mà người sẽ mua đầu tiên khi biết mình có bầu đấy chính là vitamin tổng hợp. Bởi vì sao? Khi mà mình ăn uống ấy, kể cả mình có ăn uống tẩm bổ đến mấy thì cũng không thể đảm bảo 100% là những cái dưỡng chất em bé cần. Và khi mà mọi người Google, mọi người có thể tìm thấy là trong thời gian mang bầu thì mình cần số lượng là bao nhiêu những cái loại vitamin gì, và thực sự là có rất nhiều vitamin mà mình sẽ thiếu trong bữa ăn. Nên là cách tốt nhất là mọi người sẽ uống vitamin tổng hợp mỗi ngày. Thì khi mà mình bắt đầu tìm hiểu, mình nhận thấy là trời ơi, có rất là nhiều loại mà mọi người có thể mua. Hầu như là những cái lượng mà mọi người cần xem ấy thì nó sẽ ở đằng sau cái bao bì như thế này. Thì mình đã uống cả Elevit là một loại rất phổ biến ở Việt Nam rồi này, cả Pigeon là một loại rất phổ biến ở bên Nhật. Nhưng mà đến cuối cùng thì mình thấy là cái loại đầu tiên mà mình mua là cái loại mà mình thích nhất. Cái này là của Nature Made Prenatal Multi DHA. Thì ở trong loại này nó khác những cái loại khác là nó có cả DHA luôn. Và một cái mà mình rất thích đấy chính là cái viên của nó rất là dễ uống. Cái viên của nó là cái viên nang mà kiểu mềm mềm ấy, nên là mình nuốt ấy, nó cực kỳ là dễ trôi. Và từ đầu khi mình uống cái này mình không hề có biểu hiện nghén hay là thèm ăn hay là thèm uống cái gì cả. Mình vẫn sinh hoạt rất là bình thường, chỉ có là mình ngủ nhiều hơn bình thường thôi, chắc là mình ngén ngủ ấy. Đấy, nên là thường những loại vitamin tổng hợp thì cái lượng vitamin nó cũng như nhau thôi, nhưng mà mọi người có thể chọn thêm là loại nào mà có DHA hoặc là loại nào mà nó dễ trôi, dễ nuốt ấy. Đến cái tầm tháng cuối của thai kỳ này thì mình bị thiếu canxi, thế là bạn mình đã cho mình thêm một vỉ canxi để uống. Và đến lúc đấy mình mới nhận được cái tầm quan trọng của cái việc dễ uống thuốc nó như nào. Bởi vì cái viên đấy ấy, mỗi lần mình uống là nó tắc ở cổ và mình không thể nào mà nuốt được. Đấy, thế nên nếu mẹ nào mà khó uống thuốc chẳng hạn thì mọi người có thể xem xét cái loại này. Cái này thì mình mua ở Love at First Sight Beauty Box của chị Loan và chị Diệp ấy. Đấy. Nào, khi bầu tức là khi mà thân nhiệt của mình nó tăng lên rất là cao, nhất là trong mùa hè ấy, nhiều lúc mình cảm giác mình phát điên lên bởi vì quá là nóng và người mình lúc nào cũng mồ hôi nó... Tức là mình là người không có mồ hôi mấy, nhưng mà đến khi mà bầu, trời ơi, người mình cảm giác như váy hoặc là áo nào nó cũng ướt sũng ra ấy. Thì có một cái mà đã giúp cho mình rất nhiều mà mình đã dùng cái này từ thời gian kể cả trước khi bầu rồi, đấy chính là cái lăn nách của Kiehl's. Loại này là Superbly Efficient Antiperspirant and Deodorant Cream. Thì nó là một loại lăn nách nhưng mà nó là dạng kem ấy. Thì mọi người chỉ cần mở cái này ra này, xong là bóp cái này lên thì cái kem nó sẽ ra và mình sẽ dùng ở dưới phần cánh tay. Cái này nó giúp cho mình rất nhiều trong việc là ngăn mồ hôi ở dưới cánh tay và nó cũng không có mùi nữa. Và cái này cũng cực kỳ dễ dùng và Kiehl's thì nổi tiếng là an toàn rồi. Nên là nếu bạn nào mà đến thời gian có bầu ấy mà mới có nhiều mồ hôi mà từ trước giờ mọi người chưa dùng lăn khử mùi bao giờ chẳng hạn, thì có những loại nó không được an toàn lắm trên thị trường hoặc nó có cồn chẳng hạn, thì mọi người có thể dùng sang cái kem lăn nách của Kiehl's này. Bây giờ sẽ nói đến việc là làm thế nào để có giấc ngủ ngon khi mà mọi người đang có bầu. Bình thường ấy, nếu mà ngủ nó là một việc rất đơn giản đúng không? Mọi người chỉ việc là tắm rửa xong rồi nhắm mắt xong rồi đi ngủ, và ngủ nướng đến mấy giờ cũng được. Trong những cái tháng đầu của thai kỳ có thể là mọi người sẽ không gặp vấn đề gì về việc ngủ cả, vì lúc ấy bụng mình vẫn rất là bé. Nhưng mà càng về sau khi bụng càng to ấy, mọi người sẽ thấm nhuần được cái tư tưởng đấy là kể cả mình muốn đi ngủ, nhiều khi mình vẫn không thể ngủ được bởi vì nó quá là khó chịu. Nhất là khi bụng mình đã to lên rồi. Thì hình như từ tháng thứ 3 thì phải, chồng mình đã mua cho mình cái này. Nếu mọi người search ở trên mạng ấy, sẽ thấy rất là nhiều loại gối bầu khác nhau, nhiều kích cỡ này, nhiều hình dáng này, rồi là nhiều giá khác nhau. Nhưng mà đây là một trong những cái đầu tiên mà chồng mình mua, và đến bây giờ khi mà mình sắp đi đẻ rồi thì mình vẫn đang dùng cái này. Đây, cái thiết kế của nó rất là đơn giản, nhìn nó như kiểu là một cái gối chặn của trẻ con đúng không? Nhưng mà khi mà bụng mình còn bé thì mình sẽ vẫn nằm giữa được ở hai cái này. Sau đó thì mình khi mà mình nghiêng sang bên trái, mình nghiêng sang bên phải thì nó sẽ có cái độ dốc của hai bên cái con lợn này này, thì nó sẽ đỡ bụng mình. Nhưng mà đến bây giờ khi mà ở những tháng cuối thì bụng mình rất là to rồi, mình nằm giữa hai cái này thì nó không còn vừa nữa, nó hơi chật. Nên là mình sẽ gập đôi như thế này. Đó. Và khi mà mình nắm nghiêng bên nào thì mình phải kiểu di chuyển nó sang bên đấy thôi. Đấy là cách mà gọi là hơi bất khả kháng một chút, nhưng mà mình thấy là
đến thời điểm này cái này vẫn là một cái rất là ok. Và cái giá của cái này nè thì không phải là đắt lắm. Bây giờ sẽ nói một chút về thời trang. Mà thực ra cái này không phải là thời trang, mà là làm thế nào để bà bầu có thể tự tin kết hợp được nhiều loại quần áo khác nhau. Bởi vì ở Việt Nam ấy, mình thấy có một cái mô hình chung là khi mà bầu mọi người hay ra Phạm Ngọc Thạch này, hay là hay ra những cửa hàng váy bầu này, xong rồi thử những cái mà nó càng kín càng tốt, xong rồi càng rộng càng tốt. Và thực tế là khi mà nhìn mình rất là thoải mái, nhưng mà mặc mấy cái váy bầu đấy vào trông nó rất là nặng nề và trông nó hơi bị già ấy. Mình đã thử đi ra một cửa hàng váy bầu mà cũng gọi là trẻ trung hơn rồi đấy, nhưng mà đến lúc mình thử vào thì mình vẫn không thể tin đấy là bản thân mình ở trong gương ấy. Trông to một cách kinh khủng và trông rất là già. Nên là có một mẹo mà mình đã tự rút ra cho bản thân, đấy là không việc gì phải đi mua váy bầu làm cái gì cả. Mình có thể đi mua váy bình thường ở những cửa hàng bình thường dành cho những người không bầu mà mặc lên vẫn rất đẹp. Chỉ cần là mọi người biết cách kết hợp một chút thôi. Thì một cửa hàng mà mình recommend cho mọi người đấy chính là Zara. Nếu mà mọi người thích đi vào cửa hàng ấy thì Zara với cả HM cũng có khá là nhiều đồ mà bà bầu có thể mặc được. Rồi có một cửa hàng online mà mình tự nhiên một buổi sáng mình tìm thấy, đấy là mình tên là gì nhỉ? Khâu by CQ ở trong Sài Gòn ấy. Các bạn ấy có rất là nhiều mẫu váy rộng. Rồi cái váy, những cái váy oversize mình thấy ở những cái cửa hàng order Quảng Châu ấy, hoặc là những cửa hàng bán đồ Trung Quốc có rất là nhiều mà giá lại còn rẻ nữa. Nhưng mà có một cái mà mọi người đã hỏi mình rất là nhiều, đấy chính là quần đùi bầu. Thì đây là một trong những cái quần đùi bầu đầu tiên mà mình mua này. Khi mà mình biết là mình vừa có bầu một cái là mình sẽ tính là đến khoảng tầm tháng đấy sẽ là tháng mùa hè. Và mình không bao giờ mặc được quần dài trong mùa hè cả. Vì mình sẽ kiểu ướt hết cả người mất. Thế là mình đã lên trên một cái web của Mỹ gọi là Pink Wash. Và mình đã nhờ em mình order cho cái này là cái đầu tiên. Và mọi người nhìn thấy là phần ở dưới này này, nó chả khác gì quần của người bình thường cả. Nó chỉ khác là nó có một cái phần chun ở đây để cho cái phần bụng của mình thôi. Và mình vẫn mặc được cái quần này cho đến tầm tháng thứ 6. Đấy, đúng rồi, khoảng tầm tháng thứ 6 thì mình vẫn mặc được cái quần này. Thì cái này nó sẽ ôm sát bụng mình và loại vải này nó cũng rất là mềm và nó rất là co giãn. Nhưng mà đến sau tháng thứ 6 là mình không thể mặc được nữa rồi, bởi vì nó quá chật, vì bụng mình nó đã hơi to hơn cái quần này rồi. Thì đến lúc đấy mình mới chuyển sang một loại quần khác. Mà quần này mọi người có thể mua được ở Việt Nam nhá. Mình mua ở cửa hàng của chị Ngọc Mon à, gọi là Mon Boutique ấy. Đấy, thì cái quần này nó khác hẳn. Mọi người nhìn thấy là cái quần lúc nãy thì cái cạp nó cao lên trên đúng không? Đấy, còn cái này ấy, cái cạp của nó chỉ có ở phần dưới thôi. Nên là nó rất là thoải mái vì bây giờ bụng mình đã to hơn. Mà nó vẫn là chun. Mình mua hai màu là màu trắng với cả màu đen. Đấy, nhìn nó như kiểu là quần đùi bò. Nhưng chỉ khác là cái cạp của nó sẽ xuống thấp một chút để cho bà bầu có thể dễ thở hơn. Hai cái quần này mình toàn mặc với cả những cái áo phông bình thường, hoặc là những cái áo kiểu điệu điệu mà nó baby doll ấy, nó hơi rộng hơn một tí. Vẫn cảm thấy rất là thoải mái và đi ra ngoài đường nhiều khi người ta chẳng biết là mình đang có bầu ấy. Đến thời điểm này ở tuần thứ 37-38 thì đây là những thứ mà mình highly recommend cho các bà bầu. Những thứ mà mình cảm thấy là nhờ nó mình đã có một thai kỳ khá là suôn sẻ. Và hy vọng là mọi người cũng vậy. Bởi vì mình biết là khi mà có những cái thay đổi trong cơ thể, từ trọng lượng này cho đến hormone này, rồi từ tâm sinh lý bất ổn này, thì sẽ có những cái này nó có thể xoa dịu được một số cái nỗi lo của mọi người và làm cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn, không còn khó chịu nữa. Và tất nhiên nếu mọi người có một cái sản phẩm yêu thích gì trong thời gian đang mang bầu thì có thể recommend những sản phẩm đấy ở dưới phần comment nhé. Video ngày hôm nay thì đến đây là hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video này. Và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những video tới. Bye bye.